Giữa thảo nguyên Sila Mu Rỉnh mênh mông, những bài hát dân ca của người dân tộc Mông Cổ, lửa trại, pháo hoa càng làm cho du khách thêm phấn khích. Nhưng có lẽ điều khắc ghi sâu đậm nhất là những trải nghiệm làm những kỵ sĩ cưỡi ngựa giữa trời đất bao la để cảm nhận về cuộc sống của người dân tộc nơi đây. Vốn quen với cưỡi ngựa từ bé, các hoạt động lao động sản xuất và trò chơi đều trên lưng ngựa. Dù giữa xã hội hiện đại, nhưng cuộc sống của nhiều gia đình ở vùng thảo nguyên này vẫn còn phong tục rầy đây may đó theo lối du mục. Và giờ đây, từ những quy hoạch phát triển các loại hình du lịch khám phá mà đời sống của người dân ngày càng khởi sắc. Gần đây thì tỷ lệ tour tuyến đến đây ngày càng tăng cao và tùy nhu cầu của khách du lịch mà chúng tôi xây dựng thêm rất nhiều điểm đến mới ngoài những tour tuyến truyền thống như Bắc Kinh, Thượng Hải. Nhờ chính phủ đầu tư mạnh cho đường xá như mở rộng đường cao tốc, xây thêm tuyến đường sắt cao tốc nên du khách có thêm nhiều lựa chọn để đến với khu tự trị nội Mông Cổ. Từ đó mà các doanh nghiệp đầu tư mạnh các loại hình dịch vụ để thu hút du khách. Và du lịch đã giúp người dân nơi đây ngày càng khá giả và ngày càng nhiều người từ bỏ lối sống du mục. Và người dân tộc cũng ngày càng nhạy bén trong tạo ra các loại hình du lịch mới. Nội Mông Cổ đã trở thành điểm du lịch ngày càng hấp dẫn du khách Trung Quốc cũng như nước ngoài, với thảo nguyên mênh mông, sa mạc huyền bí và bề dày văn hóa. Khách đến đây tham quan nhiều nhất từ phía Nam Trung Quốc. Họ thích khám phá cái mà họ chưa có là sa mạc, thảo nguyên mênh mông, một cảm giác thật thoải mái, lạ lẫm. Ngựa, lạc đà vốn là những con vật thân thuộc của người dân tộc. Giờ đây chúng đã giúp người dân nơi đây hái ra tiền. Với chừng 1 triệu đồng, du khách đã được trải nghiệm nhiều cảm giác mới mẻ như cưỡi lạc đà, cưỡi ngựa, đi xe jeep lao vung vút giữa sa mạc mênh mông. Cảm giác mới mẻ, phóng khoáng đã giúp nhiều người quên đi những lo toan trong cuộc sống thường nhật. Những loại hình như là cưỡi lạc đà hay là cưỡi ngựa trên cao nguyên đang được nhiều công ty du lịch Trung Quốc đầu tư mạnh mẽ. Đây là xu hướng du lịch trong thời gian tới ở Trung Quốc cũng như là thu hút nhiều du khách từ nước ngoài đến đây. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền Việt Nam tại Trung Quốc.